biết trước có kết quả như vậy. Tội gì phải tranh giành đấu đá với bọn họ làm gì? Phí hết tâm sức bày mưu tính kế mà, tới cuối cùng cũng chỉ là tay trắng. Nếu có thể làm lại từ đầu, nếu thật sự có kiếp sau, người nhất định đừng sống cuộc đời này. Hãy nhớ kỹ, đừng bao giờ sống lại cuộc đời này.